có gì nha. Trước tiên đang có mình sẽ uống Emperatif trước. Portugal, Porto, Portugal. Portugal là yes. Cái rượu này cũng rất là ngon này, nó không có chép như rượu Rượu vang của Pháp. Rượu này của Portugal này, Porto nó hơi ngọt ngọt, uống rất là ngon này. Ăn với lại hạt almond. Mọi người thấy cái lò sưởi không? Đó, lửa một ngày ít nhất phải đốt phải rơi 6-7 cục cái cục củi kìa, cái cây củi kìa. À, cái lò sưởi mà thấy không? Wow. À, buổi tối ở đây là nó thật kín á. Très beau, tu as compris pourquoi on m'a pas fermé la porte. Hein. Très beau comme ça. Hein. Một ngoài mình quay cho mọi người xem cái view ở ngoài nha. À. Bật đèn ở ngoài lên. Wow, là mọi người thấy không? Buổi tối ở ngoài sân vườn này, đằng sau ha. Có cái hồ bơi này, ha, nhìn thấy hồ bơi. Ở đằng kia là có cái bàn cái ghế, ha, mình có thể ngồi ngoài đó mình ăn được không? Wow. Ở đây mình quê hơi nào là hơi lạnh. Mọi người thấy mấy cái đỏ đỏ bên kia đó, đó là cái mấy cái tua bin gió. Ha, đó, tua bin gió nó để ngoài đó. Chắc là làm điện làm sao? Buổi tối ở miền quê mà thấy không? Rất là trơn khinh, rất là yên tĩnh nhá. Cái view đẹp. Wow. Mình đi vô trong. Trời ở ngoài hơi lạnh. Ô la la. Cái tay nó gặp. Vâng. Cầm lô Việt Nam. Oui, déjà Việt Nam. France aussi, hein, ici. Tôi thấy nó muốn ăn đồ, nó ăn cái aperitif chứ, ha. Mỗi lần ăn phải ăn aperitif uống rượu trước. Sau đó với rượu món chính mà. Mọi người thấy cái lò sưởi đốt bằng củi hay không? Rất là ấm cúng ha. Cái lò sưởi này tại vì ông không có mở cái kiếng ra, mở cái cửa ra. Ông mở cái cửa ra cho nên khói trong nhà nhiều lắm. Thường thường người ta đóng cửa lại cho nó không có khói, nhưng mà đóng cửa lại thì nó không có nóng, nó không có ấm. Ông mở cửa ra nó khói nhiều. Cái này ngon rồi. Bên này nó làm cái này ngon mọi người. Sứt xong. Ngon. Anh này uống rượu à? Porto. Rượu này ngon hơn. Mình không thích uống rượu vàng tại vì nó chát lắm. Rượu này nó hơi ngọt ngọt, ăn uống rất là ngon. Mà cái độ cồn nó tới 19% á. Cái rượu vàng có 14% mà. Bữa tôm này mình có súp này ha. Súp hành bô rô ra. Mọi người thấy không? Wow, là ngon không? Là là. Có hai người mới ăn quá trời này. Để xem ông làm gì nữa. Et aussi ici. Oh là là. Tu vas voir. C'est quoi? Il va falloir montrer pour film. Là. Oh là là. Très très bon. Très bon. Wow.
être aimé. Tout à l'heure, beaucoup de choses mangées, hein. Avec ici, avec tout, pour. Ah, mais dans le froid aussi, ça? Non, moi, manger froid. Manger froid? Ouais, manger froid. Très bon froid. Ah, ok, d'accord. Très, très bon avec froid. Ok. Beaucoup de choses, hein. Là encore, pommes de terre. Toi, ça va foncer, pommes de terre ici, garde, garde. Toi, filme. Voilà. Pommes de terre, après, donner à vous. Tout préparé. Allez, hop, allez. Soupe Didier, hein? Soupe de Didier? Ah oui, hein? Didier, oui. Didier cuisinier. Avec carottes encore, regarde. Ah. Avec beurre, toi mets de beurre. Oui, d'accord. Cái này mình đổ, mình lấy ít beurre, mình cho lên trên, ăn nó ngon, trộn chung. Et ici, toi, va, ici, vieille grand-mère de moi, argenterie, ah. Argent. T'as compris? Oui. Bon, vô đây này, mọi người nha. Bỏ bơ vô đây ăn. Là. Merci. Allez. Merci le bon Dieu, à tous les jours. Moi faire ici. Demain très beau temps. Oh. Demain très beau temps. Ah, ouais. Pour la route. Tiens, donnez-moi. Bien thử cái món súp này xem nó ngon nha mọi người. Là. Okay, merci. Madame femme. Toujours chauffer soupe mm-hmm. avec marmite. Ah. Très cher. Moi, dire avec micro-ondes, très bien. Chauffer tout micro-ondes ici. Parce que marmite, c'est trop cher. Soupe noire. Soupe noire. Avec ici. Pain, peut-être un rouleur pain. Attends. Cái này cho mấy bánh mì được không? Châtaigne, châtaigne. Pareil, marron. Ah, ça c'est très bon. Bánh mì giống như mùa lúa mạch đấy, mì lúa mạch mùa thơm á. Campagne, pain campagne. À, miền quê. À, bây giờ mình tiếp tục mình ăn cái món chính nha. À, để xem. Le plat. Là mọi người thấy không? Ô là là. Ôi là nóng quá. Là. Hết sổ. Là après. Si. Ủa? Không có. Còn légumes. Ông ăn nhiều quá. Anh mình ăn chút xíu thấy no rồi. Hôm nay ông ăn quá trời, ăn là ghim nữa. Légumes. Là ghim. Là ghim tu sơ. Légumes Roscoff. Tu connais Roscoff? Vậy. Là ghim ông luộc lên ông cho phô mai lên. Mang là ghim tu sớt, avec le... Légumes Roscoff. Mày mang tu sớt, là ghim tu sớt. Tiens. Ce midi, par là. Et maintenant ici, très bon. Cái này... Hein? Mình thấy ngon lắm. Soup là... Allez. D'accord. Ouais, là, c'est bon. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Cái này của mình là siêu khôn à. Attends. Tiens. Légumes Roscoff. Et vous pensez Fong? Pensez monsieur Fong. Quoi, beaucoup plus de chance, toi dire, hein, quand on va venir avec, avec Kim. La pluie. Bon appétit, hein. Merci. Très bon, hein. Cái này, ông luộc lên xong, ông cho phô mai, các bạn thấy không? Froid. Froid. Oui, hein. T'as voulu chaud?
Ouais. Attends, sauce. Lăn quá. Cái này ông ăn lăn quá. Cho vous là. Peut-être mettre dans le micro. Ah, comme tu veux. Ouais. Cho vous là. Ouais. Tu as parti micro-ondes, ouais. Cái này ông ăn lăn, mình ăn không được. Mình phải cho nóng là ăn được. Xong bây giờ cho lò vi sóng à. Autocuisson. Mọi người thấy cái bếp nhà ông này không? Thấy những cái nhìn cái gạch này nó cũ lắm mà, nó cổ lắm mà, lâu đời. Bây giờ người ta đâu xài gạch này nữa. À, nóng mà. Mieux. Oui. Tu vas pas faire chaud. Oui. Chaud, c'est bon. Ah ouais. Voilà. Froid non? Pas bon? Ah bon. Ah ouais. Ouais. Peut-être une semaine. Mm-hmm. Beaucoup restaurants faire. Mm-hmm. Faire une fois pour une semaine. Tu as compris? Mettre hareng là-dedans. Ouais. Après, c'est bon. Une semaine. Cái cá này rất là ngon mọi người, sông khói không? Cái này nó mắc lắm. Việt Nam bao có? Việt Nam. Đúng. Đúng. Ừ, mình nó fumé. Oui, je sais. Mettre avant le... Oui, peut-être nous, bientôt fumé. Nous pareil avant. Ah, c'est bon, hein? Ah, ouais. Avec... Beaucoup de choses aujourd'hui, hein. Beaucoup de choses. Très, très bon, hein. Très, très bon, hein. T'en connais? Ouais. Jambon. Jambon. Roulé. Roulé. Avec le fromage. Oui, dessus. Et ici Bourreau. Endive. Endive. Tu connais endive Encore au Vietnam, non? Non. Vietnam, pas d'endive. Et dedans? Hein? Dedans, qu'est-ce qu'il y a en dedans? Dedans? Dedans. Endive. Endive, ouais. Tu vois? Ouais. Bizarre. Cái món này jambon cuốn với lại cái món ăn líp này mà không biết là mình kêu là gì. Bây giờ mình thử ăn thử miếng là xem mọi người để xem trong nó có gì nha. Và gì? Le frère. Oh, c'est bon. C'est bon. Pareil, salade. Tu peux faire avec salade ici. Salade, ça c'est cuit. Très bon pour santé. Alors, manger. Très très bon. Attends. Madame femme. Anh thấy không? Cái xay tiêu hay không? Wow, nó có đẹp Madame không? Wow. Cái là đồ xay tiêu nha, chứ không phải là cái gì đâu á. Cái đồ xay tiêu á, nó có đèn trong á.
Avec phare, hein, pareil voiture. Hein. Pareil voiture. À manger. Coupé dedans. Coupez ça. Très bon. Coupez ça. Hein? Coupez. Le film, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais. Ah, cái này đúng rồi, salad ở trong mà. Ông cuốn cái salad này. C'est la salad aussi? Salad? Olive. Olive. Pareil, pareil. Non. Wow. Très chaud, hein. Attention, très chaud, hein, intérieur. C'est bon? À, mọi người thấy không? Trong nó có salad ở trong bây giờ mình ăn này. Cho những cái tiêu lên nó này. Très léger parce que légumes. Hein. Ouais. Cái này nó hơi đắng mọi người. Tại vì cái lá này nó đắng, nó hơi đắng lắm. Cho nên khi mình ăn nó hơi có mùi đắng, màu đắng đắng. Bún. Sữa bún. Nó đắng giống mùi khổ qua, trái khổ qua của mình đó. Nhiều ngon, cái này ngon. Cho tiêu ăn rất là ngon. Hay bon hein. Nó đắng đúng mùi khổ qua. Chào. Toi aimé. Hein? Grillé, très grillé, ouais. T'as vu? Grillé. Ouais. Doucement, hein. Avec Porto. Cái rượu này ngon lắm mọi người, nó ngọt lắm, uống rất là ngon. Thế một bữa tối mình ăn ba món mà còn khoai tây này, đó, còn dư này, đó, thấy không? Ăn tại vì ông này ông bụng nó ông bự, ông to bụng ông bự, ông ăn nhiều lắm. Còn bụng mình nó nhỏ, mình ăn ăn không bằng lại ông á, ông cứ ngồi ông kêu ăn, cho nên mình ăn không lại. Ông nói là bụng mình ăn sẽ sắp tới là gần bằng như ông á. Cho nên mình mà ngồi đây mình ăn chắc ông ép ăn ăn hoài luôn đó. Giờ gần 12 giờ mọi người, gần 12 giờ đêm rồi. Ôi chào mọi người nha, bữa tối của mình hôm nay xong rồi nha, chào mọi người nha. Mọi người thấy tiền không? Ăn xong rồi đúc tất cả vô trong máy rửa chén này không? Đó. Rồi máy nó rửa xong bắt đầu lấy ra chất lên cho cắt đi không?